Xin chào anh em. Một cây guitar acoustic Nhật thuộc dạng là Nhật truyền thống luôn nha anh em nha. Đây nè. Đó, anh em thấy không? Sắc bóc của cây đàn này ngoại hình rất là đẹp anh em. Một cây đàn nhiều chục năm tuổi vẫn còn rất là đẹp. Cây này là cây Rose nha anh em. Rose Made in Japan. Lát mình sẽ quay cái tem cho anh em coi. Cây này là của Zenon nha anh em. Zenon Music. Đó. Ngoại hình đàn tất nhiên đàn cũ mà nhiều vết lấm tấm li ti nhỏ nhỏ linh tinh nha. Còn lại là ngon lành, không lỗi lầm gì hết nha anh em. Mình quay tổng quan ngoại hình cho anh em coi nha. Đây, tổng quan ngoại hình anh em. Thùng to, cây này âm vang tiếng lớn nha anh em nha. Anh em nào cần âm lớn tiếng lớn thì chơi cây này. Thùng nó to nha anh em nha. Eo nè, lưng nè. Ngon lành hết. Đó. Cần phím thì ok. Action chuẩn êm đều. Mình sẽ quay gần mình test cần phím, test âm thanh của đàn cho anh em coi. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Đây nè anh em, tem mát của đàn được khắc laser ở trên mặt thùng nha anh em, chứ không có phải là cái tem giấy bình thường nha. Đó, Rose Made in Japan của Zenon gì đó. Đó, họ khắc có nhiều đó mình quay cho anh em nhiều đó, với cả trên cái gối cần ở bên trong này nó có cái mã số seri nè, trong đó đó. Đó anh em thấy không? Nhìn vô gối cần nó có cái mã seri của đàn nha anh em nha. Rồi, hàng chất lượng tốt, nguyên zin hết nha anh em. Rồi, anh em coi gần cho đàn nha. Đây, khá là đẹp anh em. Tất nhiên nó có vài vết lấm tấm nhỏ nhỏ linh tinh, một vết. Đó, để coi còn không? Không có, đây chút xíu nè, đó, đây nè. Nhỏ nhỏ nhặt vậy thôi nha anh em nha. Đó. Mình cố tình mình quay gần hết các chi tiết để cho anh em coi, anh em soi cho kỹ. Đó, tem của đàn. Cần phím ngon lành anh em. Đó. Khóa zin của đàn nha, khóa Nhật. Lưng eo nè, chỗ này nè. Cái này là cái gì ta, để mình coi. Cái này nó xước nhẹ lắm anh em, ngoài lớp sơn nha, không vào lớp sơn luôn, kiểu nó xước vô cái gì rồi nó dính cái màu của cái vật đó, dính vô đây luôn nha. Cái màu của cái vật đó dính vô đây luôn. Lưng đẹp. Tất nhiên cũng có vài vết xước nhỏ nhỏ này anh em. Đó, đàn cũ mà, đàn cũ là một vài vết linh tinh vậy thôi, còn lại ok nha. Mình đo cái action đàn cho anh em coi. Dây số 1 chuẩn nè. Đó, bằng chuẩn nha. Dây 6 bằng chuẩn luôn, ngon lành. Rồi. Anh em thấy âm của nó không? Âm rất là vang nha anh em. Anh em mà chơi cái hệ âm thanh vang to lớn bự này kia thì chơi cái này. Rồi test cần phím anh em nghe nha. Cần phím ngon lành nha anh em, không rè tè, không lỗi gì nha. Mình rải vài hợp âm để anh em nghe và cảm nhận cái âm mộc của đàn nha. Âm thì rất là vang, tiếng rất lớn nha anh em. Vang lớn và ngân rất là tốt nha anh em nha. Dòng đàn của Nhật mà, chất lượng tốt, âm hay lắm. Cây này thì giá nó lại rẻ thôi anh em, chỉ có 2 triệu đồng thôi nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có nha. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.